Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, sáng nay Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp gỡ đầu xuân ấm áp tình người. Đến dự có ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội trên địa bàn thành phố, cùng tình cảm, sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân làm nên thành tích chung của hội. Trong 25 năm qua, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng luôn sát cánh đồng hành thực hiện công tác từ thiện xã hội, bảo vệ quyền trẻ em của thành phố. Từ nguồn lực được huy động cùng tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hội đã trao 250.000 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 403 tỷ đồng. Qua đó giúp 284 hộ thoát nghèo bền vững, nhiều em học sinh được tiếp sức đến trường. Đặc biệt, hội phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thực hiện các chương trình truyền hình thực tế như Máy ấm tình người, Viết tiếp ước mơ, Vòng tay nhân ái, mang tính nhân văn sâu sắc, đã thực sự lan tỏa đến cộng đồng xã hội, được nhiều cá nhân có tấm lòng nhân ái hưởng ứng tích cực. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng là một đối tác lâu năm của ban tổ chức Trả lại tuổi thơ. Thì hai bên đã kết hợp với nhau làm rất là nhiều cái dự án, rất là có ý nghĩa, giúp đỡ được rất là nhiều mảnh đời bất hạnh. Thành ra là cái việc ngày hôm nay xuất hiện ở đây để mà cùng tham gia với lại Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em trong cái chương trình này cũng là một cái điều rất là có ý nghĩa cho những cái chuỗi hoạt động mà cả hai bên đang thực hiện trong thời gian qua. Nhân cái kỷ niệm 25 này thì thay mặt cho hội, chúng tôi rất là cảm ơn với cái sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, của nhà nước, mà đặc biệt là các nhà tài trợ để giúp chúng tôi có được cái nguồn lực như vậy. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian đấy, với cái truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam là thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, với cái tinh thần của Đại hội 6, của Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em thành phố là trung tâm, trung trí, trung sức, trung lòng bảo vệ quyền trẻ em. Chương trình gặp gỡ đầu xuân ấm áp tình người cũng là cầu nối để Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em thành phố gặp gỡ tri ân những tập thể cá nhân, những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Qua đó góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng, góp phần cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội cũng như công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.